Mời đi em trai. Xin được mời nhà gái. Rồi bây giờ thì nhà trai nhà gái có mặt chỉ cách có hàng rào tình yêu thôi. Chúng ta hãy nói lớn lên để hai bên cùng cảm nhận, rồi chút xíu mình nôn nao để gặp nhau ha. Mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, dạ. Xin chào bạn bên kia, xin chào quý khán giả. Em tên là Nguyễn Đức Cường, em năm nay 37 tuổi và hiện là giáo viên hóa học tại Bình Phước. Em dạy gì Cường? Em dạy hóa học ạ. Hóa học hả? Dạ. Mời nhà gái. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và xin chào các quý vị khán giả trong trường quay và chào bạn nam bên kia. Em tên là Bùi Vũ Hoàng Oanh, năm nay em 30 tuổi. Hiện nay thì em đang công tác tại quận 6 ạ. Và em đến từ Bình Phước. Oanh làm gì Oanh? Dạ em đang làm công chức ạ. Công chức hả? Dạ. Rồi bây giờ Cường cho Oanh biết là ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, thích thể thao, cũng biết nấu ăn một chút. Biết nấu ăn. Không rượu bia và không thuốc lá. Thầy giáo mà ha. Dạ. Có em có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì nhiều lúc cũng hơi nhát. Nhát là nhát gì? Nhát gái hay nhát ma? Hay là nhát đám đông hay là nhát gì đó? Dạ nhát đám đông, ý là cũng... Em dạy rất là đông học sinh, quen chỗ đám đông rồi. Mấy bốn ý là học sinh thì khác, nhưng khi mà mình qua cái môi trường khác thì nó lại khác. À. Dạ. Rồi, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi. Bây giờ nghe nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em là thân thiện dễ gần, biết lắng nghe ý kiến người xung quanh và biết quan tâm giúp đỡ mọi người. Còn nhược điểm của em là giống anh bên kia, là em cũng nhát. Nhát trước đám đông. Dạ đúng rồi. Thôi giờ hai đứa nói chuyện nhau hợp đó. Chỉ có hai đứa thôi, không có đám đông. Tí nữa hai đứa coi như ở đây không có ai hết. Thôi giờ mình xuống hết đi. Mọi người che mặt lại hết đi. Ừ. Chắc là tắt đèn đi luôn. Đường tình duyên mình sao rồi Cường? Em thì có hai mối tình. Mối tình cách đây 3 năm. Cô ấy cũng làm giáo viên tiểu học. Vì do cô ấy quá nguyên tắc, khắt khe quá. Nguyên tắc khắt khe nữa. Dạ, ý là với hai nữa không có cảm xúc mấy, ý là cảm xúc của tình yêu thì cũng không có mấy, thì cũng chia tay. Quen lâu không? Khoảng một năm mà. Một năm mà cũng không có cảm xúc mấy hả? Dạ, mối tình thứ hai là cũng một năm rưỡi. Thì cô ấy trẻ hơn em 14 tuổi. Cô ấy dữ quá. Cũng quen năm cũng chia tay. Sao em xui quá, em gặp khắc khe khó khăn rồi giữ được không gì đó hả? Dữ lắm. Dữ lắm. Dữ có ai dữ cỡ tôi không? Không có dữ, dữ giống như là những bộ phim ngày xưa mà nói là những bà vợ của quan á. Ui là trời. Dữ. Dữ như trong phim luôn hả? Coi như là nó không hợp đúng không? Dạ. Mình chủ động rút lui hay là sao? Dạ chủ động hai bên cũng. Chủ động hai bên. Tình hình bên nhà trai tôi xui lắm. Dạ. Gặp toàn là khó với gắt gao rồi đủ điều kiện được khó khăn rồi nói chung là dữ nữa. Không biết nhà gái sao à? Nhà gái bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em chưa. Chưa mối tình. Dạ. Trời ơi hèn gì bả rung quá trời rung. Thôi đừng rung nữa. Đừng rung nữa có chị Ngọc Lan mà. Dạ. Ừ đừng rung. Bả đây chưa yêu ai hết trơn á. Chưa có mối tình nào luôn hả? Ủa mà đó giờ em có để ý tới ai không? Dạ cũng có cảm nắng sơ sơ thôi ạ. Rồi sao nữa? Nó cảm nắng xong rồi sao mình có nói cho người ta biết không? Dạ không. Sao vậy? Tại vì về sau thì em biết là bạn đó đã có bạn gái rồi. À vậy hả? Dạ. Hỏi bên đó có nguyên tắc khắt khe tôi cái coi. Đây có yêu bao giờ đâu biết nguyên tắc khắt khe như thế nào. Không phải nhưng mà hỏi thôi có nguyên tắc khắt khe sao không? Sao cái tính của mình là nó mình có hay đặt ra những cái yêu cầu mà bắt người ta phải theo không hay sao? Dạ cũng tùy trường hợp thôi ạ. Dạ. Dạ. Rồi thôi, bây giờ nè nói luôn cho chị Lan biết là bây giờ em có một người bạn trai thì em muốn cái người đó như thế nào? Em muốn cái người đó là phải là một người trưởng thành, chín chắn, rồi biết quan tâm mọi người và khi ở bên người đó thì em cảm thấy an toàn. Người bên đó lớn tuổi hơn em tới 8 tuổi lận cho nên là trưởng thành hơn rồi đó. Dạ. Chín chắn rồi đó. Có kinh nghiệm yêu đương. Đúng rồi. Cô gái này đâu có đòi hỏi gì nhiều đâu. Không đòi hỏi nhiều luôn hả? Ừ, em có cái gì em không thích ơn trai không? Dạ, cái người nào mà gia trưởng, lăng nhăng rồi độc đoán với lại ích kỷ đó chị, em không thích những cái người như vậy. Trời ơi. Bên đây thầy giáo mà cũng đến mức vậy đâu em. Thấy không? Nhưng mình em có giữ không? Không ạ. Dạ, chắc là cũng sẽ có lúc mình kiểu như là tức nước vỡ bờ ấy ạ. Dữ quá thì em làm gì, em quýnh người ta hay làm gì? Dạ không. Chắc là em sẽ quát lên một cái gì đó rồi em bỏ đi thôi ạ. Quát lên được không? Được ạ. Được hả? Sao ạ? Quát không sao. Mà cái hơi bên này quát nhẹ lắm. Nhẹ phải không? Ừ, cái tần số nó, âm thanh nó nhẹ lắm. Chứ không có như cái hơi này.
thấy mặt là thấy hiểu rồi đó, thôi đừng nói nữa, để tôi còn làm mai làm mối, tôi sợ cái giọng này lắm. Bây giờ là đàn gái đã nói cái yêu cầu của mình rồi, còn đàn trai nè, em là yêu cầu một người bạn đời như thế nào? Em á thì bạn thì cỡ 1m5 trở lên thôi. Khó thì được. Dạ. Nói chung mà không mập quá. Đúng tiêu chuẩn luôn. Mập dễ thương mà em. Ý là mập quá, ý là mập quá. Mập cỡ vậy được không? Được, mập vậy đẹp. Đó, đẹp thấy chưa? Mình không có nói tôi mập nữa nghe. Có người khen tôi rồi đó. Mút đừng nói phụ nữ mập. Dạ. Em nói là múp míp thôi. Dạ. Nha. Còn gì nữa không? Thì vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ đừng vậy. Thôi. Ở bên thấy nhà gái dễ thương quá trời đất luôn á. Anh thấy cái đặc biệt là cái đồng tiền nha. Cười cái cài đó. Có một bên nè. Một bên cũng được. Mà nó sâu nha. Nó sâu lắng đó. Mày giận cũng dai lắm á. Đồng tiền sâu. Giận thì giận dai, mà không giận thì giận nhiều lần. Có cái gì vậy? Cái này chắc không giận sâu á, không giận dai là giận nhiều lần. Tức là một ngày giận dài chục lần vậy đó. Giận hoài á kiểu vậy. Dễ thương mà, tôi thấy nhà trai tôi qua đúng. Coi mắt nhà gái tôi thấy dễ thương. Trời, liền, tôi chịu liền. Tôi đi qua tôi nghĩ nhà trai kỹ hơn chút nhà, nè. Nhà trai tôi cũng hơi bị khôi ngô tuấn tú á. Ừ. Nhà trai ơi, bây giờ cho chị Lan hỏi là em có cái điều gì em không thích ở phụ nữ không? Những cái điều mà phụ nữ phải biết tôn trọng á. Có nghĩa là khi mà có một cái điều gì muốn nói mà về chồng á, thì khi mà có mặt đám đông chúng ta phải giữ kẻ một tí. Đúng rồi. Ý là hai người nói sao cũng được. Được không? Dạ được. Tức là nói về nhà chứ... đóng cửa bảo nhau. Được, nói gì thôi chứ phụ nữ mà tao nóng giận mới xa xả bất kể mà nói ngồi với ai. Không. Có những người phụ nữ họ rất là ý thức trong cái chuyện đó. Phải không? Rất là hay. Rồi bây giờ mình đi với ai nè? Em đi với em ruột à. Rồi. Em ruột rồi. Mình hỏi ý kiến em ruột nè. Em chào anh Hiền Linh với chị Ngọc Lan. Em tên Nguyễn Đức Hùng, em trai của anh Cường. Em thấy chị dâu tương lai sao? Em thấy bạn nữ bên này xinh đẹp và dễ thương. Nếu được thì cho nhau một cơ hội. Có giữ không? Dạ không giữ, bình thường. Có khắc khe không? Dạ không. Có nguyên tắc không? Dạ không. Nghe em ruột nói chưa? Dạ. Yên tâm rồi ha. Dạ. Rồi, bây giờ em gái đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ với bác em với chị họ. Con mẹ ha. Dạ. Rồi mời nhà gái. Mẹ thấy con rể tương lai được không? Tiên xin chào MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Cũng như tất toàn thể các quý vị ở trong trường quay. Mẹ cũng thấy là được, cũng chững chạc và cũng trưởng thành. Nên là cái đó là cũng ở con nữa, tùy ý của con. Cảm ơn nhà cảm gái rất nhiều. Thôi bây giờ mình sao? Mở rào. Đó. Chuyện của Cường nha. Bây giờ nãy giờ chúng ta nghe nói hết rồi. Bây giờ mình bắt đầu tiến tới mạnh dạn lên thầy giáo nha. Bước tới đi. Em anh xin tặng em bông hoa này. Chúc em lúc nào cũng xinh đẹp xinh tươi như những bông hoa này. Dạ. Rồi em cảm ơn anh ạ. Em tặng anh cái này là tại năm nay là năm con mèo á, và quyển sách này là nói về một chú mèo rất là dễ thương, mà em hy vọng anh có thể thưởng thức nó. Cảm ơn em. Dạ em cảm ơn. Để ra đi, không gian này là của hai em đó, muốn làm gì làm đi. Đến đây anh cũng tặng cho em một bài hát cũng rất lâu rồi, Tâm Hồn Sao Động của Đăng Trường. Dạ. Đứng lên hát cho thoải mái Cường, nhìn bạn đó đúng rồi. Tụm hát khoanh tay giống trả bài vậy trời. Mới vô gặp trả bài rồi. Đời anh như con thuyền trôi giữa dòng sông mênh mông lãng du, cơn gió êm dù tháng năm lòng hoan vang. Rồi hôm nay không là mơ, vòng tay em dẫu anh làm thơ, biết mong chờ anh biết bây giờ anh đã yêu. Hết rung chưa Cường? Cũng đỡ rồi ạ. Đỡ rồi ha. Thôi bắt đầu về ngồi đi nào. Mình bắt đầu cảm nhận về nhau đi. Anh có biết nấu ăn không ạ? Anh biết nấu ăn sơ sơ. Những cái món mà luộc, nấu hay là xào gì đó cũng biết sơ sơ. Ví dụ là những lúc mà em bận rộn á, không có ở nhà, thì anh có thể làm việc nhà giúp em không? Được chứ, cái đó được chứ. Cái đó được. Trong tuần là em được nghỉ khi nào ha, được rảnh khi nào? Bình thường là em nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà có thể là em sẽ đi làm thêm thứ bảy. Dạ. Anh thì thứ bảy chủ nhật cũng được nghỉ. Đi qua Đồng Xoài anh cũng hay đi qua.
Dạ. Nếu mà mình quen nhau mà cứ từ 6 tháng đến 1 năm trở đi thì chúng ta có thể kết hôn được không ta? Dạ, cũng có thể. Nhìn em rất là xinh. Em cảm ơn anh. Anh cũng rất là chững chạc, trưởng thành. Đúng không? Nhưng mà chắc là cũng giống em hả? Hơi do dự ngập ngừng á, trước đám đông. Đúng rồi, anh cũng hãy nhát giống như em đó. Hồi nãy ý là mình quen thì mình có thể là tự tin lắm, mình nói lắm, nhưng mình lại mình cũng hơi nhút nhát. Bây giờ tính tới chuyện xa hơn, đó là kết hôn, thì nhà trai đã chuẩn bị được gì cho cái việc kết hôn chưa? Thì cái vấn đề kết hôn thì chắc em chuẩn bị được rồi. Nếu mà em ở thành phố hả? Dạ. Thì có thể, nếu mà anh lên thành phố được thì càng tốt. Nếu mà có thể, dạ, anh sẽ cố gắng làm sao mà lên thành phố cùng với em. Tại vì công việc của em, nếu mà có khi là mình về quê không có được á, thì anh phải lên thành phố. Chắc là khó anh. Tức là nhà trai vẫn có thiện chí là xuống Sài Gòn để lập nghiệp cùng cô gái đúng không? Dạ. Là anh dạy trường cấp 3. Anh dạy cấp 3, anh dạy môn hóa. Dạ. Em có biết oxy không? Dạ biết. Oxy là nguồn sống của muôn loài, cũng như em là nguồn sống của anh. Dân quá nói chuyện có khác không? Bây giờ bước tới thầy giáo Cường. Cô bé này lanh lắm nha. Thật ra cô bé này á rất là bản lĩnh đó. Bây giờ nãy giờ em tiếp xúc với cô gái em thấy thế nào nè Cường, em nói cho cô biết đi. Anh nghĩ với một lứa tuổi này á, bây giờ mà có thể thốt nói những lời yêu đương thì chắc em không tin đâu. Dạ. Nhưng anh đến đây với một tấm lòng là chân thành và chân thực. Dạ. Nếu mà chúng ta có thể cho nhau một cơ hội. Dạ. Em nói về quan điểm con cái cũng như kinh tế trong gia đình, ai quyết định cho cổ nghe đi. Kinh tế thì tiền thì vợ giữ. Dạ. Tại vì vợ lo cái vấn đề giữ tiền. Em có đồng ý giữ tiền chồng không, nói luôn đi. Dạ, có đưa nhiêu là em giữ hết được à. Đúng rồi đó, mạnh mẽ rõ ràng như vậy. À, nãy chàng trai hát rồi, bây giờ cô gái có thể hát tặng Cường một bài hát nào đó. Em hát cũng không hay đâu ạ, thì em sẽ hát một bài Có Anh Chờ. Em sẽ hát một bài câu thôi. Được, miễn là em hát. Dạ. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em biết trái tim mình đành rơi rồi. Từ lần đầu tiên trao nhau môi hôn, em biết mình không thể yêu thêm ai. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi nhìn bóng tôi lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đuôi không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé. Có em chờ, có mùi mềm thơm thơm, có sự vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Thấy đồng tiền đẹp không Cường? Dạ đẹp. Đẹp ha. Rồi bây giờ trở về vị trí ngồi này nào các bạn. Bây giờ ta đưa ra quyết định của chính mình. Để tay vào nút bấm đi. Tùy các bạn quyết định. Đây có phải là một nửa mảnh ghép hợp với mình hay không? Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, không cần bấm. Không cần làm mất thời gian của nhau các bạn nhé. Nào, chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Đầu tiên là thì em rất là cảm ơn chương trình để đã cho em cơ hội để tham gia. Và em cảm thấy anh rất là tốt, rất là trưởng thành. Nhưng mà tại vì em chưa có thực sự rung động quá, cho nên em muốn nhường lại cơ hội này cho một cái cô gái khác tốt hơn em sẽ đến với anh. Em hy vọng trong tương lai anh sẽ tìm được một cô gái tốt để có thể chăm sóc anh và cùng anh đi theo suốt cuộc đời. Cảm ơn. Dạ. Thôi, hôm nay mình không có duyên với nhau, chúng ta sẽ là những người bạn với nhau. Đúng rồi. Biết đâu thầy giáo Cường sẽ về thành phố Hồ Chí Minh. Hăng gói về Sài Gòn đi kiếm em một lần nữa. Đúng rồi. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm đẹp đó. Nó sẽ là động lực. Nó sẽ là một niềm vui khi chúng ta nhớ lại có lần ta gặp nhau trong chương trình này. Yeah. Và hãy trở thành những người bạn thật tốt với nhau các bạn nha. Dạ. Yeah. Em tên là Hoàng Văn Đức ạ. Em sinh năm 1989. Quê em ở thị xã Bình Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thị xã Bình Sơn. Dạ vâng, em là sinh ra và lớn lên ở Bình Sơn, Thanh Hóa và em cũng đang làm việc ở nhà luôn ạ.
Dạ. À thì nói chung là cũng muốn, nói chung là nếu mà được thì nói chung là đi thì em đi ô tô thì em vẫn cố gắng vào được, nói chung là cũng thế là em vẫn vào được được mà chị đi mấy hôm này về. Dạ. Công việc của em là nghề chạy xe gì ạ? Lái xe ô tô ạ? Dạ. Em lái xe cho công ty kiểu tư nhân thôi chị. À, công ty tư nhân. Dạ. Em thì nói chung là từ ngày giờ thì năm nay em 33 tuổi rồi, chuẩn bị bước sang tuổi tới 34 rồi, cho nên là thì ngày trước thì cũng hai mấy tuổi chưa yêu ai đâu, tầm 24, 25 thì yêu một người, nhưng mà người đấy lăng nhăng quá, người ấy yêu một thời gian người ấy thấy lăng nhăng quá xong rồi thôi, xong rồi đến 3, 4 năm sau cũng chưa yêu ai, bắt đầu này đến năm gần 30 tuổi rồi, cái đây mấy năm em có yêu một người, nhưng mà nói chung là yêu nhau ở đây, nói chung là cũng chuẩn bị cưới ở đấy, hai người là chuẩn bị đi chụp ảnh cưới ở đấy, nhưng mà đến hôm sau thì nói chung là cái bạn gái em thì là người kiểu là người khác tỉnh, cho nên là cái đại người dân tộc nó ăn nói kiểu là nó không, ý là yêu người đó yêu em, nhưng mà kiểu ăn nói thô lỗ ấy, không biết ứng xử cửa nói năng thì bậy bạ, thứ là hai người với này sinh cãi nhau, nên là thôi từ đấy rồi cũng chưa ai nữa. Dạ. Dạ vâng, em chưa lập gia đình ạ, chưa kết hôn ạ. À, điểm mạnh của em thì nói chung là em thì con người cũng rất là tình cảm, em nói chung là con trai nhưng mà cũng nhiều khi em nói chung là sống về thiên tình cảm, em hay dùng xem bộ phim hay tình cảm đấy mà nữ thì em cũng hay xúc động lắm, nói chung là em này luôn tình cảm và điều đấy là điểm mạnh của em, rồi chung là cũng chịu khó làm ăn, rồi điểm yếu thì dù em thì, điểm yếu của em thì em nói chung là hơi vội vàng, chứ có việc gì đấy là em hơi vội vàng hấp tấp đấy, vàng. Dạ. À, nói chung là em cũng hôm nay em đăng ký qua Zalo thì em mong chương trình là gì, nói chung là bản thân của em ấy thì nói chung là em năm nay 30 mấy tuổi rồi, nói chung là cũng mong một người lấy một người con gái, nhưng là nói chung là ngoại hình, về ngoại hình trước hết là ngoại hình, nói chung là ưa nhìn một tí, nói chung là đấy, và thứ hai đó là nói chung là tiền, nói chung là biết ăn nói lấy phép, rồi là nói chung là sống sống thật lòng và chân thành. Vâng. Nói chung là em thì gặp với chị là gia đình em thì có hai anh em trai, em là con đầu, em là con trai đầu, và em còn một thằng em trai nữa thì đang sống ở ngoài Hà Nội, thủ đô Hà Nội, cho nên là công việc của em nói chung là nhà cửa em cũng xây dựng rồi, và bố mẹ thì cũng đang ở với em, nhưng mà bố mẹ thì đang ở với em, cho nên là em muốn một người bạn gái là cùng, nếu mà nên mong chương trình thì từng người hóa này càng tốt, thì nói chung là tìm hiểu cho nó dễ đấy, còn không nếu mà giả dụ như mà mấy chương trình mà tìm người Thanh Hóa thì ví dụ nhưng mà chưa có thể là cho em cái tỉnh lân cận, ví dụ như là Nghệ An hoặc các thứ thì cũng được thôi, nhưng mà nói chung là đấy là nói chung là nếu mà bắt đầu nhanh quá thì cũng được. À chị ơi, nhưng mà em muốn là nhận lời như vậy chị ạ. Nói chung là em cũng muốn là chương trình là ví dụ như là em cũng muốn nói qua cái chương trình là em ví dụ như mẫu bạn gái của em là em không có trọng nghề nghiệp, bởi vì là thực sự như là con người em quan trọng bạn gái làm công nhân hay làm cái gì cũng được, chung là em không quan trọng nghề nghiệp đấy. Vâng, và dạ cái gì chị? À, với lại em cũng bạn gái ví dụ như là người ngoài Bắc, nhưng mà ý là người ở Thanh Hóa hay là các tỉnh lân cận, nhưng mà là sống và làm việc ở quê ấy chị ạ, ở Bắc ấy. Chứ không bây giờ làm ví dụ như coi, vì em cũng tham gia em xem chương trình là nhiều rồi, em thấy là ví dụ như là nhiều người ở ngoài Bắc nhưng mà ở quê ở Thanh Hóa chẳng hạn, nhưng mà vào trong ý là đăng ký chương trình trong miền Nam, nhưng mà thực sự ra là sống và làm việc ở trong Nam,
Đấy, ý là em muốn một người sống làm việc ở ở quê luôn đó. À, thì hiện tại bây giờ chưa có hả chị? À, nhưng mà liệu 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 liệu, liệu thì có không gì? Nói chung là em không không cần hiện chị phải nhớ là em lúc nãy thì là em thì là hiện chị lúc em nói là em không quan trọng nghề nghiệp, nói chung là nghề nghiệp thì em không quan trọng, làm ở nhà quan trọng. Vâng. Dạ vâng. À, dạ vâng, em cảm ơn chương trình ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chương trình ạ. Dạ. Hiểu họ tên công việc tuổi tác quê quán của mình nha. Dạ em là Đặng Hoàng Xuân Quang ạ. Rồi mình nói đầy đủ đi bạn ơi, tuổi tác quê quán rồi công việc của mình hiện tại. Dạ em sinh ngày 27 tháng 5 1992, quê quán ở Vũ Thư, Thái Bình. Dạ hiện đang làm kỹ thuật viên điện mặt trời cho công ty Trung Nam của Ninh Thuận ạ. Mình chia sẻ một chút điểm mạnh, điểm yếu nha Quang. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh là em có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm. Rồi các vấn đề mà liên quan đến chuyên môn thì em làm ok. Và em hay giúp đỡ người khác cũng như là tham gia chương trình hiến máu tình nguyện của đội nhóm hiến máu khẩn cấp của bệnh viện ạ. Còn điểm yếu thì là em nhát gái này, rồi có lâu lâu thì hay quên với kiểu mình lâu lâu hơi đáng trí không nhớ cái vấn đề nào đó chị ạ. Rồi. Ok, em nói một chút đường tình duyên nha. Dạ. Đường tình duyên của mình á, em bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nếu mà mối tình chính thức sâu đậm ấy thì có khoảng một mối thôi. Hồi hết cao đẳng rồi đi làm ấy, nhưng mà lúc đấy là em phải đi nghĩa vụ quân sự ấy chị, rồi có quen một bạn nữ ở cùng trường nhưng mà khác lớp, quen hồi năm ba ấy, quen khoảng một năm rồi, đến lúc ra trường xong rồi em đi nghĩa vụ ấy thì trong thời gian mà em đi nghĩa vụ ấy thì cũng có liên lạc nhưng mà không được thường xuyên, tại vì trong đó là không được sử dụng điện thoại di động nữa ấy. Xong rồi em đi năm rưỡi em ra thì thấy ở đây là có người yêu mới. Rồi em mới quyết định là chia tay. Rồi từ đó đến giờ là em cũng quen được hai bạn nữ nữa, nhưng mà không có sâu động lắm, kiểu quen một vài tháng ấy, rồi phát hiện ra là họ tính tình không hợp này, với lại nói chung là một số vấn đề mà em cảm thấy là không hợp ấy, rồi cũng quyết định chia tay. Đấy, hiện tại là bây giờ em đang độc thân. Rồi ok em. Dạ, em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m70 ạ. Rồi thấy ngoại hình cũng được, công việc cũng ok mà sao không có cô nào tán em hả? Dạ em không biết nữa. Nói thật lòng đi nha, nó chỉ biết vấn đề nằm đâu nha. Dạ vâng em nói thật mà. Rồi vậy bây giờ thích tìm bạn gái thì sao, mô tả ngoại hình công việc tuổi tác giùm chị. Dạ bạn gái thì cao tầm mét mét 55 đến mét 65, cân nặng thì khoảng 45 đến 50 gì đó, nói chung là người cân đối, không không mập lắm mà cũng không ốm lắm, và
ngoại hình thì ưa nhìn, không có nói lắp, không có giang hô, không mắt lé, chung là nói dễ nghe, và tính cách thì tính cách của họ thì nói chung là biết quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu công việc hiện tại của em, tại vì công việc của em là liên quan đến kỹ thuật, cũng hơi khô khan, nếu mà được thì thông cảm cho em. Gia đình em thì là con một, cũng nói chung là cũng hơi khó cho vấn đề là lựa chọn con dâu, nhưng mà cái đó thì nếu mà bạn ấy thương em thật lòng thì chắc là cũng có thể là bỏ qua được cái việc đấy. Thứ hai là bạn ấy có công việc ổn định hoặc là chưa có công việc cũng được, em có thể lo cho bạn ấy được, nhưng mà quan trọng là cái tính cách là phải hiền dịu này, nết na, không có lăng nhăng, em quan trọng là mấy cái vấn đề đấy thôi chị ạ. Rồi, quê quán có không thích người vùng nào không? Dạ, em thì không thích người miền Trung lắm. Dạ, em là thích người miền Bắc với người miền Nam. Nếu được thì giới thiệu cho em người miền Bắc hoặc miền Nam nha chị. Miền Tây được không? Dạ, miền Tây cũng được ạ. Dạ, dạ. Ok em. Ủa em đang ở đâu á Quang? Dạ, em đang ở Ninh Thuận ạ. Ninh Thuận hả? Dạ. Ừ, rồi đi ghi hình là đi vào Sài Gòn ghi hình được đúng không? Dạ được ạ. Dạ năm ngoái em có đi, em đi vào hồi tháng 5 ấy mà em vô phỏng vấn, và đợt đấy phỏng vấn xong rồi không thấy chương trình liên hệ lại, chắc là do Covid hay sao ấy. Ừ. Dạ, dạ. Chắc do Covid đấy em ạ. Dạ dạ dạ. Ừ. Rồi bây giờ ok được rồi. Nếu được chọn chương trình sẽ liên lạc lại rồi nói chuyện thêm với em nha. Dạ em cảm ơn ạ. Ok chào em. Dạ em.